Thưa quý vị và các bạn, Thượng tướng Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo, tiên thật Tạ Thái An, là người con của quê hương xã Bảo Khê, thành phố Hương Yên, được đánh giá là một vị tướng chỉ huy thao lược, nhà khoa học quân sự trí tuệ. Cuộc đời ông gắn liền với những chiến công lễ lừng, nhất là trên vai trò tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch tạo bước ngoặt chiến lược để đi đến thắng lợi toàn vẹn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, 25 tháng 10 năm 1921, 25 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng văn võ song toàn này. Sinh ra trên mảnh đất thôn cao, xã Bảo Khê, thành phố Hương Yên, chàng trai tại Thái An sớm hoạt động cách mạng ở Lạc Sơn, được Bác Hồ lựa chọn sang học trường quân sự Hoàng Phố ở Trung Quốc và đổi tên là Hoàng Minh Thảo họ Hoàng là lấy tên của trường Hoàng Phố chữ Minh đấy nó, nó, ý nghĩa là là thông minh sáng suốt còn tên là Thảo thì trong cuộc sống bác thấy bố tôi là một người sống rất tình nghĩa đối xử nhân hậu thảo thơm với anh em đồng đội sau kích mạng tháng 8 24 tuổi Hoàng Minh Thảo làm khu trưởng chiến Cuba thay trung tướng Nguyễn Bình 27 tuổi, ông là đại tá trẻ nhất toàn quân trong đợt phong quân hàm đầu tiên năm 1948 30 tuổi, ông là đại đoàn trưởng đầu tiên của đại đoàn 304 Một trong những cú đấm thép của quân đội nhân dân Việt Nam Sau năm 1954, ông tham gia xây dựng và là hiệu trưởng học viện quân sự Đến năm 1966, trước yêu cầu của cách mạng miền Nam, ông được điều vào Tây Nguyên làm tư lệnh mặt trận. Ông chính là người đề xuất và trực tiếp chỉ huy đánh vào Ban Mê Thuột, trận đánh được đại tướng Võ Nguyên Sát gọi là đòn điểm huyệt đối với quân đội Việt Nam Cộng hòa. Sau ngày thống nhất đất nước, ông trở lại công việc nghiên cứu giảng dạy về khoa học quân sự và giữ chức Viện trưởng Học viện Lục quân Đà Lạt, Học viện Quốc phòng Việt Nam và Viện chính lược Quân sự Bộ Quốc phòng. Ông có nhiều cống hiến cho lý luận khoa học quân sự với loạt 8 tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5. À, giáo sư Hoàng Minh Thảo là một vị tướng đã trải qua kinh nghiệm trận mạc chỉ huy và có cái sự đúc kết và người ta nói đó là giáo sư của mưu kế thế thời Đánh địch phải đánh bằng mưu Đánh địch phải có kế Đánh địch phải lợi dụng cái thế Đánh địch phải xem thời Thượng tướng Hoàng Minh Thảo Qua đời lúc 8 giờ sáng Ngày 8 tháng 9 năm 2008 Tại Hà Nội Thọ 87 tuổi Và được an táng tại Nghệ Trang Mai Dịch Thưa quý vị và các bạn Thao lược trên chiến trường trí tuệ ở nhà trường, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo còn để lại nhiều tình cảm sự mến phục cho những thế hệ sau. Nhà thờ họ Tạ Văn ở thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hương Yên. Cây hoa bóng rồng năm nào, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đem về trồng, nay vẫn xanh tươi. Thường xuyên coi như là một năm ông về một hay hai lần, nhưng chủ yếu là về coi như là thời gian chỗ họ về thăm hỏi bà con coi như làng xóm cũng như con cháu trong họ. Buông tay súng, trở về với nghề làm hương xạ cha ông để lại, cựu chiến binh Mai Văn Vu vẫn nhớ rõ những lần gặp người bác họ Hoàng Minh Thảo trong chiến trường Tây Nguyên. Bác cái đồng cam cộng khổ cùng với những anh em trong ấy, ăn mặc chung với anh em, ăn rất giản dị, nào cũng thương anh em. Pho tượng đồng đặt trang trọng trong phòng thờ Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ở số nhà 69, phố Phùng Chí Kiên, thành phố Hà Nội là món quà của quân và dân tây nguyên đúc tặng. Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch đặt tên một con đường dài hơn 2 km, rộng hơn 60m, mang tên Hoàng Minh Thảo. Gia đình cũng đang làm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho ông. Đây là những tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những công lao đóng góp của thượng tướng, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và quân đội ta. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 100 năm ngày sinh thượng tướng, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo vào 20 giờ 15 phút tối nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ phim tài liệu Thượng tướng giáo sư Hoàng Minh Thảo. Kính mời quý vị và các bạn truyền đoan